Nam Thư và Quỳ Linh. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và bây giờ, không để quý vị khán giả chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Ưu điểm của em là nhạy cảm và tinh tế đối với phái nữ. Của em đôi lúc nó hơi điên điên một xíu. Em sợ chết. Thứ hai là em sợ cô độc. Em không thích gia trưởng, không thích lăng nhăng. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Bây giờ thì bạn nam giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyên Linh và MC Nam Thư. Xin chào bạn gái bên cạnh cũng như những người thân địa bàn ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Thiền Thông. Năm nay mình 30 tuổi, mình đến từ Huế. Huế hả? Dạ em Huế. Ừ, rồi đông hướng rồi. Thông làm công việc gì? Dạ, hiện nay em đang là chủ sở hữu và giám đốc điều hành của công ty do chính em thành lập, chuyên về đào tạo Anh ngữ và tư vấn du học. À, tức là dạy tiếng Anh rồi đó hả? Em có hai cơ sở ở Huế và một chi nhánh ở Vũng Tàu và đang có hy vọng là muốn mở chi nhánh ở Sài Gòn luôn. Ồ, chúc mừng bạn nha. Ồ, giỏi quá. Ui, tự hào dễ sợ. Quế Minh. Chào em. Rồi. Chào chị. Em xin chào chị Nam Thư, anh Viền Linh cùng bạn nam bên cạnh. Em tên là Trần Thị Thu, em đến từ Bình Định, năm nay em 32 tuổi. Em làm bên thiết kế và em đang sinh sống ở Hồ Chí Minh. Thiết kế là mình thiết kế gì hả em? Dạ em thiết kế bên thời trang á chị. Nhìn em hết như sức là style. Qua giới thiệu thì bạn nữ bên kia đó dạ. Là 32 tuổi đúng không? Dạ. Hơn bạn trai bên đây 2 tuổi. Dạ. Mình có ngại ngùng trong việc đó hay không? Dạ, người Huy em có câu là nhất gái hơn hai, nhi trai hơn một. Đúng rồi. Cho nên thực ra chuyện đó là theo em nghĩ là trong chuyện tình cảm thì tuổi tác không thực sự quan trọng lắm. Rồi, tốt. Bây giờ đàn gái cho tôi biết một chút xíu về những cái ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dở tin, hiền và em dở tha thứ cho người khác. Còn ưu điểm của em là... Nói chung ạ. Nắm tay chị, nắm tay chị. Nhược điểm của em là ăn mặc của em đôi lúc nó hơi điên điên một xíu. Ừ, chị nghĩ không sao mà, giống như em mặc bộ đồ hôm nay nhìn em rất là sport, cái kiểu mình vậy. Dạ. Rồi còn bạn nam bên kia thì sao ha? Dạ, theo em nghĩ thì ưu điểm của em là thứ nhất là thông minh. Dạ, thứ hai là em rất là bản lĩnh, chịu khó, nhạy cảm và tinh tế đối với phái nữ. Về khuyết điểm thì em nói ra thì em lại sợ mọi người buồn cười. Bởi vì là em sợ chết. Em sợ chết. Sợ chết hả? Dạ em sợ chết. Mỗi buổi tối mà em tắt điện ngủ á, là mà mọi thứ để tối xung quanh em tối thui thui vậy á, là em nghĩ rằng mình đang nằm trong quan tài. Và thứ hai là em sợ cô độc. Và cái cuối cùng đó là cái tối của em nó khá là lớn, khá là mạnh. Nên là thỉnh thoảng là nếu như trong một mối quan hệ á, sẽ rất dễ là xung đột với cái bạn nữ. Chính xác là như vậy. Dạ. Nếu mà cái tôi quá lớn á thì đôi khi chúng ta trở thành gọi là gia trưởng hả? Gia trưởng nó gọi là cái gì cũng quyết đoán hết trơn, mình không trai quyết hết trơn á. Chào đó. Em. Dạ chào chiều cho cặp tử cô nương. Ừ, đông hương. Dạ. Rồi tư trượt tại chưa bữa qua mấy mối tình rồi? Dạ em hai mối tình. Rồi mối tình đầu tiên là rắn mà chia tay? Dạ mối tình đầu tiên của em là vào năm 2009. Là lúc đó thì gia đình em còn tương đối ổn định một chút. Và nhưng mà sau khi mà trong khi em có bạn gái của em á thì gia đình em phá sản, phải bỏ học đại học. Gia đình thì là không có gì cả. Em cảm thấy là mình sẽ không chăm lo được cho bạn đó, cho nên là em quyết định là hai đứa cho nhau lối đi riêng. Dạ. Nhìn em như vậy chắc chị không nghĩ là em đã từng đi làm phục vụ bàn, đi làm giữ xe cho người ta. Bạn gái bên đi có chia sẻ là bạn cái làm thiết kế mà. Dạ. Thì tâm hồn rất là bay bổng. Dạ. Rồi thì bạn còn nói là cái gu ăn mặc của bạn á nó cũng hơi style, hơi là tí xíu. Dạ. Thì em có vấn đề chứ vậy cái gu ăn mặc không? Dạ, mà thật ra thì mặc dù em là người Huế nhưng mà không phải là như mọi người nghĩ là người Huế thì rất là cổ hủ và bảo thủ đâu. Tụi em là những người trẻ mà, tụi em có suy nghĩ rất là phóng khoáng về chuyện đó. Bản thân em là người chủ của công ty nhưng mà thỉnh thoảng em đi làm thì không phải lúc nào em cũng ăn mặc như vậy. Thỉnh thoảng em đi em mặc quần rách không à? Quần rách là tất cả từ đâu cũng được dưới chân luôn mà rất là em cũng rất là khung. Tức là không quan trọng ăn mặc. Dạ. Quan trọng trái tim rắn thế. Đừng có lộ lắng phản cảm quá là được. Còn lại bạn có thoải mái tự tin khoe cả tình. Rồi, rồi là hiểu. Rồi,
Nghe hiểu chưa Thu? Dạ chưa? Hiểu. Đó, ông Mai qua rồi đó. Trước khi anh qua, anh hỏi em này nè. Dạ. Nếu lấy nhau thì em có bắt buộc cô gái ấy về Huế sống với em hay không? Công việc của em thì chủ yếu là ở ngoài kia, mẹ em cũng ở ngoài kia. Và em hy vọng rằng người con gái đó có thể về giúp một tay với em, chăm lo cho gia đình của em. Nhưng mà ngược lại, em sẽ cố gắng làm thật là tốt, có cái tài chính vững vàng để ví dụ là trong một tuần thì 3 ngày mình ở Huế rồi 3 ngày mình ở Bình Định chẳng hạn, mình sống thoải mái là được. Chà, cái này cũng mệt lắm hả? Rồi, bây giờ em đã nghe. Chào cô gái. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao trên 1m7, không nhuộm tóc, không hình xăm và biết hiểu chuyện. Tại sao lại không nhuộm tóc? Em có nhuộm được thì chàng trai cũng có nhuộm được chứ. Nhuộm nhưng mà đừng có lố lăng, ví dụ như vàng, xanh, đỏ thì em không thích ạ. Rồi còn gì nữa? Không hối, em không thích gia trưởng, không thích lăng nhăng. Dạ. Mình nãy giờ mình nghe tất cả hai bên nói rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân xem sao. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cháu của em ạ. Có cháu. Cháu thấy sao đó cháu? Cho em hỏi anh một xíu là anh có hay đi chơi không? Ví dụ như đi bar hay là đi chơi vũ trường hay là đi với bạn bè á. Chào em, anh có đi chơi nhưng mà vũ trường thì anh không đi. Anh rất là ghét vũ trường bởi vì nó ồn. Tại em thấy cái phong cách của anh ở bên ngoài á thì em nghĩ chắc là anh đi chơi nhiều. Nếu như vậy vì em không thích kiểu tóc đó thì anh có thể chiều gì không? Câu hỏi khó trả lời của ông Mai. Anh sẽ ngồi lại nói chuyện về dì của em. Anh muốn biết tại sao dì của em không có thích kiểu tóc này. Và anh sẽ phân tích cho dì của em thấy là kiểu tóc hay là khuyên tai hay là hình xăm, tất cả mọi thứ nó chỉ là bên ngoài. Bọn mình không thể nào đánh giá một con người qua bên ngoài của người ta được. Cho là dì em thích đi, nhưng mà kiểu gia đình em thì không thích người nhuộm tóc. Thì như thế nào? Anh tin rằng với những gì mà anh đang có, lúc anh ngồi nói chuyện với gia đình của em thì gia đình của em sẽ dần dần yêu chỉnh cái con người của anh và bỏ qua tất cả những cái vấn đề về bên ngoài của anh. Cảm ơn bé. Thu, tại sao em lại không thích đàn ông nhuộm tóc? Nó có bị khắt khe quá hay không? Dạ không chị, tại vì gia đình em thì nói chung là sống cũng theo một chút phong kiến. Nên ba mẹ thì cũng không thích bạn trai hay là người mà em chọn là phải ăn chơi, phải nhuộm tóc tai màu mè. Đó là gia đình, bản thân em là dân thiết kế thì chị nghĩ thiết kế thời trang thì cũng sẽ open hơn về cái vấn đề đó. Thì em cũng thích nam có nhuộm một xíu màu nhưng mà không nổi bật quá. Từ nãy tới giờ là mình bỏ quên một bước rất quan trọng là nghe tình trường. Em chia sẻ một tí xíu được không? Em trải qua hai mối tình, một mối tình chính thức và một mối tình không chính thức. Mối tình chính thức là em quen anh 10 năm ạ. 10 năm? Dạ. Tại sao mình lại chia tay? Tại anh đó cũng có nhiều điểm không tốt, gia đình em thì cũng khuyên nhủ không chấp nhận. Hai đứa cũng có nhiều cái xích mích rồi chia tay ạ. Nhưng mà em không có dẫn về gia đình hay là em có không cho giao lưu gia đình, nhưng tại sao là gia đình nói anh nó không tốt mà vẫn quen 10 năm? Dạ em cũng có dẫn về nhà. Dẫn về nhiều lần không? Dạ một lần. Một lần một. Chơi quen 10 năm mà dẫn về còn một lần thôi hả? Một lần một thì em thấy vẫn chưa hợp lý. Giả như em tổ chức nhiều lần hơn nữa để gia đình có thể đối thoại giống như hồi nãy em nói Thông nói gì đó. Dạ. Chúng ta bằng mọi cách để thuyết phục để xem chứ. Dạ, đúng một đó. Lần nó chưa đủ thuyết phục gia đình. Nhưng mà nếu là em thì là cho dù bằng được không muộn em về em vẫn sẽ về. Nếu mình thương người đó mình bằng mọi giá phải về để thuyết phục gia đình. Đúng vì rồi. Người phụ nữ em sẽ chống lại cả thế giới. Bây giờ thì đại diện đàn trai. Con chào chú Cường Linh. Em chào chị Nam Thư. Chào Cưng. Em chào toàn bộ quý vị khán giả đang ở trường quay. Em là em Quân Thông. Thì nãy giờ cũng nghe chị Thu nói thì nếu mà xét về ngoại hình á thì chắc anh Thông bị loại từ vòng gửi xe rồi. Nhưng mà em chỉ nói đến vấn đề về tính cách á. Trong tình cảm thì anh Thông là một người hiền và chịu đựng. Còn nãy em nghe chị Thu nói là chị có tính tha thứ. Thì em thấy là giữa hai người là có cái sự tương đồng về tính cách còn bổ trợ nữa. Chắc là nếu mà đến được với nhau là cho nhau một cơ hội thì rất là tốt. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Tùy các bạn, đây là không gian của các bạn đó. Dạ. Bắt đầu mở rào. Rồi, mời hai bạn. Em chào anh ạ. Chào em. Chào anh. Hoa. Nó muốn mua đặc sản Huế để tặng em nhưng mà hơi khó mang đi. Dạ, nên là anh tặng cho em một bó hoa nha. Em cũng có một món quà tặng anh. Em
tặng anh. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thể mở món quà của bạn gái xem gì không? Dạ. Trong cái hộp. Lấy ra đi, là cái gì vậy? Ồ, cái đầm em bé hả? Dạ, đầm em bé. Chắc là cái này do Thu tự làm hả? Dạ, cái này là do chính tay em làm ạ. Nhưng tại sao em lại tặng một đầm em bé cho bạn trai của mình? À, vì em muốn nếu như mà mình có duyên gặp ở đây mà mình có cơ hội tiến xa hơn thì em muốn con của chúng mình đầu lòng là con gái, và em muốn nó mặc một chiếc đầm màu trắng kết hợp với màu hồng và thêm một ít hạt ngọc trai. Quà cũng rất ý nghĩa ha. Tinh tế. Không biết là em có ý kiến gì nữa, em biết anh có hình xăm ở trên tay không? Một hình xăm mà nơi kín đáo thì không sao, nhưng mà em không thích nó lộ liễu ra bên ngoài quá. Bên tay trái của anh á là những cái số lắm ạ. Ngày tháng năm sinh của bố mẹ anh, ngày mất của bố anh, ngày anh thành lập công ty, ngày đầu tiên ngày sinh của con nuôi anh. Còn ở bên tay phải của anh thì là những cái câu thơ chữ Hán mà anh thích, bởi vì ngoài tiếng Anh ra thì anh cũng có nghiên cứu thêm một vài ngoại ngữ nữa, và trong đó tiếng Hán cổ là anh rất thích, chứ không phải là những hình xăm kiểu giang hồ chợ búa đâu. Dạ. Đơn giản mà, giờ cứ về gặp phụ huynh mặc áo tay dài như vậy cho chị, hiểu không? Anh thấy tóc vậy được chưa? Nói chung là tùy sở thích của anh nhuộm thì anh nhuộm, nhưng mà đừng có lòe lẹt nhiều màu trên một đầu tóc là được. Cái này có lòe lẹt không? Cái này là màu nấu rồi á, nó không có lòe màu mà. Dạ. Như vậy là được đúng không? Dạ. Mai nhuộm thêm màu tím nữa đẹp hơn. Hai bạn nếu mà như vậy là yêu xa, thì bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào nè? Em không còn ngày chuyện phải bay ra bay vào, bởi vì em rất thích như vậy. Bởi vì công việc của em rất là áp lực, nên là em không muốn là suốt ngày cứ đóng đến một chỗ. Em thích là làm việc 5 6 ngày gì đó ở trong tuần, rồi dù sáng thứ bảy em sẽ bay vào đây. Em chơi, em đi chơi về Thu, rồi chiều nhật em lại bay ra Huế lại. Một tuần em có thể làm như vậy tuần nào cũng được. Anh không ngại vào Sài Gòn, anh cần lý do thôi. Hay quá. Thì còn em thì sao? Nếu mình quen nhau thì nếu mình có cơ hội tiến đến với nhau thì em có thể ra Huế với anh không, để gặp mẹ anh? Dạ em sẵn sàng. Em nói với bạn gái đi, bởi vì khi nếu mà lấy vợ thì phải về Huế ở đó có được hay không? Em không có quan trọng lắm là người vợ của mình nó phải ở một nơi. Em muốn là bản thân em sẽ cố gắng làm việc để ở cái chỗ nào, ví dụ ở Bình Định anh cũng có một cái căn nhà nhỏ, ở quê em anh cũng có một căn nhà nhỏ, ở đây anh cũng có một căn nhà nhỏ, ở Huế anh cũng có căn nhà nhỏ, để ở đâu mình cũng có nhà cả, mình thích đâu thì mình đi. Anh vì anh là người rất thích tự do. Em có thích tự do không? Dạ em thích tự do. Mình giống nhau. Rồi quan niệm về hôn nhân gia đình thế nào hai bạn? Nói anh có quan niệm hôn nhân như thế nào? Một là không cưới, thứ hai nếu đã cưới thì đó sẽ phải là cái cuộc hôn nhân đầu tiên và là cuối cùng luôn. Anh không muốn vội vã để rồi là một thời gian ở với nhau mình nhận ra rằng đó là một sự sai lầm. Chẳng thà mình có một thời gian dài yêu đương thật là mặn nồng, thật là thắm thiết, rồi đến một ngày đó mình cảm thấy mình thực sự cần nhau trong cuộc sống thì mình mới kết hôn. Chứ không phải mình kết hôn vì áp lực, không phải luôn vì là bố mẹ bắt buộc hay phải kết hôn, bởi vì độ tuổi của mình là đến tuổi phải kết hôn. Anh muốn như vậy. Yeah. Và trong hôn nhân anh muốn cả hai được có sự tự do. Dù như anh đi chơi với bạn bè của anh hay anh đi chơi với bạn bè của em không cần phải xin phép anh, cũng như anh không cần phải xin phép em. Nhưng vì bọn mình là vợ chồng thì mình phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Em chỉ cần thông báo cho anh biết hôm nay em đi đâu, làm gì với ai. Anh biết như vậy là được rồi. Ôi cha ơi, thiệt luôn á. Ông đi, cả anh đi mà đi cô gái là chết. Chết, tư sọng tại chết. Anh có tính lăng nhăng không ạ? Anh ghét nhất là lăng nhăng. Ghét nhất là lăng nhăng. Thiệt không? Dạ thật. Thiệt không? Em thề. Chứ cái thầy cái miền đi ní là đi tại mố là gãi chẹt tại nãy đó. Rồi bây giờ quan điểm hôn nhân của bạn gái thế nào, nói cho bạn trai biết đi. Quan điểm hôn nhân của em là em không vội trong hôn nhân, nhưng mà em chậm mà chắc. Chồng anh cũng cùng quan điểm đó. Dạ. Rồi bây giờ kinh tế như thế nào, tài chính chia sẻ ra sao với nhau? Chung là ai giữ tiền em không quan trọng, nhưng mà cả hai cùng đủ đảm bảo để lo cho cuộc sống của gia đình, cha mẹ là được. Thực sự mới nói luôn, anh nghĩ rằng đàn ông kiếm tiền rất giỏi, nhưng mà giữ tiền thì rất là dở. Cho nên là ở nhà toàn bộ tiền bạc của anh là đều nhờ mẹ quản lý cả. Anh thấy rất là thoải mái. Tại vì sao? Vì anh đã từng là xem cái bảng chi tiêu của mẹ, em thấy ôi trời ơi, phải tính toán là ăn sáng chưa, mua này mua nọ mua kia, kiểu thấy rất là đau đầu. Cho bây giờ mình có một người phụ nữ ở bên cạnh mình lo cho mình những cái như vậy, tại sao mình lại không nhờ người ta, mình tin tưởng người ta, mặc dù mình tại sao mình phải suy nghĩ những cái đó cho nó nhức đầu nhức đâu. Anh muốn thoải mái, cho nên là trong gia đình thì chuyện kinh tế nếu như mình để với nhau thì anh sẽ nhờ mẹ và em cùng giúp anh quản lý.
Rồi ở trong nhà em là trai một không Thông? Dạ em có một người em gái nữa. Rồi là em là trai đầu luôn, trai trường chứ nữa. Dạ cả nuôi cả ngoài em là cháu độc tôn, tức là cả nuôi cả ngoài còn mình anh là cháu trai à. Ngày nay em mới bị gì cả. Ây cha, đi cha, hèn chi. Bây giờ quay lại vấn đề nãy, bé Thu muốn cưới về là muốn con gái đầu lòng. À dạ không, cái chuyện đó không quan trọng, mặc dù em không có sợ chuyện đó. Dạ. Quan trọng đúng không? Dạ, trái gãi gì cũng được, cũng là con của mình mà. Rồi ví dụ như là nếu mà tội với nhau thì Thu phải về Huệ ở với em chứ nữa, là dạ. Chắc chắn là phải làm dâu. Dạ thì về làm dâu 3 ngày, sau đó em sẽ đến nhà, em sẽ về nhà Thu làm rể 3 ngày. Một ngày còn lại cho anh tự do hai đứa. Vậy sau những ngày đó thì mình ở đâu? Thì anh nói mà anh thích sự tự do, anh muốn và anh muốn là cả hai đứa mình cố gắng để ở đâu mình cũng có cái suy nghĩ của mình cả, mình đi đâu cũng được mà. Anh cảm nhận vợ em như thế nào? Nhìn em rất là cá tính. Hôm nay anh có nghe chị Lâm Thư nói là em khá khung trong chuyện ăn mặc. Dạ. Thì anh thích cái sự khung đó. Anh cũng rất là khung. Nhưng mà khung trong khuôn khổ thôi nha, đừng khung quá. Một nhà hai đứa khung đi nó mệt lắm. Nhưng mà trái ngược với bên ngoài của em khá nội loạn, thì em là một người, anh nghĩ là một người nội tâm khá là yếu đuối và là nhu mì. Còn em nghĩ anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng cá tính, ấm áp. Là kết thúc cuộc nói chuyện. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, thực sự kiểm tra lại con tim của mình, xem nó có rung động hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, mời các bạn. Không ai bấm cả. Tại sao em gái không bấm? Tại vì em cảm thấy em chưa có rung động. Em muốn nhìn dành lại phần đó cho những bạn đang xem chương trình. Chính xác. Bạn Nam. Dạ, em cũng có suy nghĩ tương tự về Thu. Em nghĩ là em về Thu là làm bạn cung khung với nhau thì sẽ vui hơn. Đúng rồi. Hãy giữ những món quà của nhau để làm kỷ niệm. Yeah. Ngày chúng ta gặp nhau ở đây, hãy sống thật bằng con tim của mình. Yeah. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về những điều chân thành đó. Yeah. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Rất tiếc là chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin mời các bạn.